Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Toyota giá rẻ của bên Toyota Bình Dương. Thì hôm nay em Trường xin được phép đại diện cho Toyota lên sóng một số mẫu xe Innova đấy, giá rẻ, phân khúc từ 200 cho đến 400-500 triệu cho quý bà con mình nắm ha. Rồi bà con mình cảm thấy chiếc nào phù hợp thì ủng hộ dùm bên em. Bên em là có tất cả các đời luôn đấy, từ 200, 250, 260, 270, 280, 300 cho bà con mình lựa chọn. Rồi không làm mất thời gian của quý anh chị, là mẫu 2016 này đấy, biển 43-04217 đấy, màu 2016 này là màu ghi vàng, xe rất đẹp nha bà con nha, bản trung. Chiếc này bán cho bà con với giá là 286 cũ, đăng kiểm nó tháng 9-2025 đấy. Xe này nó quay chi tiết rồi, bà con vào kênh xem giùm em. Đấy, chỉ có 286 cũ thôi bà con, 286 cũ cho xe này đó, nội thất như mới luôn bà con, màn hình Android OLED, mọi thứ còn khá đẹp, rất chất lượng nha bà con nha, 2016 nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, xe rất đẹp luôn, 2016 ha, 2016 mà chỉ có 286 cũ thôi bà con. Bao rút cái hồ sơ gốc cho quý bà con nhà mình, màu ghi vàng, nói chung bên em nhiều lắm, xe bạc ngàn, 40-50 con chứ không phải là 1-2 con nữa. Bà con cứ đến cửa hàng của em, không mua được xe này thì mua được xe khác, gặp em đấy, chính tên chính chủ em Trường sẽ bớt cho bà con từ 5 cho đến 10 triệu thoải mái, cứ gặp em đấy là em sẽ có giá yêu cho bà con đấy, mua về là sử dụng không phải sửa chữa gì thêm nữa. Rồi tiếp theo là mẫu số tự động form mới Innova 2016, cuối 2016 đăng ký 2017, siêu cộp, full lịch sử hãng, bảo dưỡng hãng định kỳ tại Toyota Đông Sài Gòn. Bà con đến xem xe, đưa thầy, đưa thợ, đưa gì tất cả các loại đến đây. Nếu phát hiện con này có đâm ve, có ngập nước thì kích em gửi cho bà con 100 triệu. Rồi, rất là đẹp đấy, full lịch sử bảo dưỡng, đúng đồng hồ, bao bà con đúng đồng hồ audio là 9 vạn. Đấy, 9 vạn hay còn gọi là 90 ngàn. Đấy, sai tặng xe. Đó, sai tặng xe, bảo dưỡng cho bà con. Đấy, đúng hạn kỳ tại Toyota Đông Sài Gòn đàng hoàng. Bà con coi miếng vô lăng nè, nó đẹp chưa. Đấy, xe như thế này mà audio đúng đúng 90 ngàn nha bà con nha. Đây nha, thẻ nhắc bảo dưỡng nè. Đó, hạn 94 ngàn là phải bảo dưỡng nè, 4.000 cây bảo dưỡng một lần. Đấy, bà con thấy chưa, rất là ok. Đó, sơn xe zin 95%, bao cho bà con luôn. Hộp số tự động nè, màn hình đầy đủ nè, số tự động nha, màu đồng ánh kim. Chiếc này chào bán cho bà con với giá là 490 triệu nè, bao đẹp nhất nhì Sài Gòn cho quý bà con. Quý bà con nhà mình tới xem xe là có bớt, có thương lượng nè. Đấy, rồi ok, vô. Đấy, bà con quan tâm mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, 0972147247 nè. Rồi, đằng xe đây thêm một số mẫu xe giá rẻ nữa nè. Kia Cup nè, đời 2009 nè, con này là bán cho bà con là 265 bớt 5, còn 260. Rồi, Innova giá rẻ nữa nè, đời 2015, bản e đủ, cũng màu vàng cát biển Sài Gòn, con này bán cho bà con 315 triệu, bớt 5 triệu còn 310, lọc lấy 1 triệu còn 309 triệu. Đấy, nhanh gọn lẹ luôn. Bên em bán hàng là phương châm là có lãi là bán. Đấy, bà con thấy không, đẹp tuyệt vời ha. Đấy, nội thất nè, trần 3D, đấy, đẹp hết luôn bà con. Chiếc này em có quay clip chi tiết rồi, bà con cứ vào kênh của em xem, có đầy đủ màu vàng, màu bạc, đấy, đầy đủ hết nha, chứ không có gì, chiếc nào cũng có bà con. Đấy, quý chị em ưng là có nha, chỉ có 309 triệu thôi. Chiếc này thích màu bạc rồi, có màu bạc đây luôn, 2015 bản đủ luôn, màu bạc cho bà con luôn, 309 triệu nha bà con nha, 309 triệu thôi, giá quá mềm, đúng bà con, 2015 e bạn đủ ha. Đấy, xe chỉ có 309 triệu cho bà con, nội thất thì như mới bà con. Đấy, nội thất con này nè. Đấy, bà con cứ đến cửa hàng của em là có xe. Bà con cứ hay kêu em chụp cho bản làm cái gì, clip để quay rồi kết thì lên bãi coi, được thì múc luôn. Kia Karen, đấy, Kia Karen đời 2015, biển Đồng Tháp, bản 2.0, bản đủ bà con ha. Chiếc này để cho bà con 255 triệu, bà con đưa 200 cho bà con nợ lại 55 triệu không lãi, lấy xe về chạy
trong vòng 1 năm 6 7 tháng gì đó, có thì thanh toán cho em. Đấy, có phanh ABS đầy đủ hết. Đó. Bà con có đến xem xe. Đấy, bà con có đến xem xe trực tiếp. Có mua là có bớn, có bán, có bớt cho bà con. 255 cũ thôi. Đưa 200 lấy xe. Bên em có dịch vụ là hỗ trợ bà con nợ vài chục không lãi. Đấy. Ở đây nữa nè, con này mới về nữa nè. Suzuki Ertiga. Đấy. Số tự động 7 chỗ 5+2. Con này là bán cho bà con 238 cũ, đưa 1200 nợ 38 cũ thoải mái. Đấy, lấy xe và chạy vui vu. Đấy, không phải suy nghĩ gì nhiều hết. À, không phải suy nghĩ cái gì hết. Hộp số tự động nè. Đấy, đẹp chưa? Tuyệt vời nha bà con nha. Đấy. 238 cành, quá rẻ cho một sản phẩm. Và đây, Innova 2013. Đó, 2013 bản chung màu trắng. Đấy. Chiếc này thì đang bán là 245 cành. Đó. Xe quá rẻ luôn rồi. Cứ tới là có xe. Rồi, cứ tới là có xe nha quý chị em nhà mình nha. Đấy, đang lên cho nó là bộ tem nè. Thằng cô em là thiết kế tem nè. Đấy, nhìn đẹp bà con. Đấy, tem bốc đẹp quá trời luôn. 245 dít chứ mấy đâu. Tặng bộ tem không tính tiền. Đấy, nội thất đồ nhìn cũng đẹp. Chiếc này có quay chi tiết luôn bà con. Đó. Đẹp tuyệt vời. Rồi, và nguyên vàng sedan giá rẻ cho bà con luôn nè. Kia Cerato màu lông chuột 209 số tự động nè, 200 hình như 250 nè. Có bớt á, tới xem xe. Accent 2018 số sàn. Con này thì để cho bà con 298 bớt B còn 295. Anh nghe số. À. Đợi anh xíu. Đây Cerato 2016 số sàn. Con này đỡ cho bà con là 325 cũ. Đấy, Kia K3 số tự động. Con này đỡ cho bà con là 335 bớt cho bà con còn 330 số tự động. Wigo 2018 bán cho bà con là 238 bớt đi, còn 230. Rồi, tu nơ mấy dầu, không biết anh em có nhận cọc hay chưa, nhưng mà đang bán là 368. Rồi, xe còn nhiều lắm bà con. Ê, nó que rồi, bắt két nè. Eo anh ve số tự động nè, 300 mấy nè, 17 nè. Đấy, bèo le. Đấy, 17 là 425 nè. Đấy, bát ngát nè, XL7 nè, số tự động nè. Con này 2016, 485 nè. 2017 nè, 435 nè. Con này XL7 nè, 445 luôn nè. Đấy, mấy con kia là cọc cạch hết rồi, bán rồi. Còn con này, à, con tập lái này nữa nè. 2000, Voyager 85 triệu, bớt còn 80. Bà con quan tâm alo cho em nha.